Tội nghiệp em. Như vậy là chúng ta đã có một cái thời gian cũng khá thú vị giữa hai cặp vợ chồng còn rất trẻ, thưa quý vị. Cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với phần chơi thứ hai, đó là bếp chiến. Em có hay vào bếp không? Dạ có. Có thường xuyên không? Dạ em bị bắt đó anh. Bị bắt vào chứ không phải là bị bắt muốn vào đúng không? Dạ tội em lắm. Hôm nay em tự nguyện làm đi, tự nguyện làm một bữa thôi coi sao. Còn em có hay vào bếp không? Dạ có. Đam mê. Đam mê luôn hả? Hay nha, bữa nay sẽ một ngày coi như là đam mê bếp gì vô. Chúng tôi sẽ mời đến đây một chuyên gia về đầu bếp, đó là Cẩm Thiên Long. Cẩm Thiên Long sẽ cùng xem và trò chuyện với các bạn để sau khi các bạn nấu nướng xong, Cẩm Thiên Long sẽ truyền cho các bạn rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể giữ lửa yêu thương trong cái căn bếp trong gia đình của mình. Mỗi bạn sẽ có 30 phút để làm món của mình. Hôm nay thì hai vợ chồng muốn làm món gì? Dạ, vợ chồng em làm cánh gà chiên nước mắm. Tại sao hôm nay mình lại chọn món này? Tại vì có một đợt lần á, chồng em đi nhậu ở ngoài về, cái thấy người ta làm ở ngoài món này rất là ngon, cái về làm cho em ăn. Nhưng mà không biết sao chồng em chiên cánh gà, thường cánh gà ta chiên cánh gà sao mà nó teo. Mà em ngỡ, anh ơi hôm nay anh làm cánh cút chiên nước mắm cho em ăn. Hôm nay nhớ nha, đừng có teo dữ nha. Đây có giám sát anh. Còn em muốn làm món gì? Dạ hôm nay sẽ làm tôm răng me. Tôm răng me hả? Tôm răng mắt. Tôm răng me. Tại sao không chọn món này? Dạ thường thì em hay nấu cua răng me cho dễ mà. Nên hôm nay em muốn thể hiện sự khác lạ, hôm nay em là ăn tôm răng me. Biết chấm phá giống như cái sự bầm trong mắt. Chúng ta có 30 phút để làm cái công việc này ha. 30 phút bắt đầu. Dạt ra. Lấy cái chảo. Chưa để nóng rồi mới bình thường em chiên bếp ga mà đâu có giờ làm bếp điện đâu. Giờ nó bị khớp luôn. Vì có khi nào mà chồng em làm là làm ăn cho cả gia đình mà em ngồi vậy không? Dạ không anh. Thường hai vợ chồng cùng làm. Thường là hai vợ chồng cùng làm. Là mà chồng em chỉ biết làm được một món rất ngon là chiên trứng mà. Vậy thôi đó dạ. Hả? Vậy là chủ yếu là em nấu không chứ đâu phải dạ. Chồng em nấu. Em đứng cái bên em cầm ra. Chiên trứng đỉnh cao luôn á. Chiên trứng rất ngon. Rất ngon. Không ai chiên lại em đâu. Cái này dầu mà giống như là siro vậy đó. Lót cái giấy vô cái thớt thì để cắt nó khỏi bị chạy, nó cắt vào tay. Có những cái gì mà tụi em cần về kỹ thuật á, nấu cho nó đúng chuyên môn á, em hỏi Cẩm Thiên Long cũng được. Lót ở dưới, nước miếng nước thì cho nó khỏi chạy. Thì cổ sao kỹ ra mà trong nào mình cũng nghĩ là lót dưới nhưng mà để trên. Thật ghê luôn á. Lót cái cục hành. Để vô soi hả? Tay vô cũng vô soi. Chương trình ơi, kêu vợ em đi ra ngoài chỗ khác ngồi đi. Chương trình ơi, em nấu em hỏi dầu sôi chưa, kêu em chọt tay vô thử coi nó dầu sôi chưa. Như thế này thì mình chỉ cần nước vừa ấm là được rồi. Này nó ấm quá rồi anh ơi. Ấm quá rồi. Là phải lấy thôi em mà biết quá trời anh làm cho mất vệ sinh chứ em không biết mà. Thôi để lên. Con su lắm, mỗi lần nó nằm trên lầu nó không biết gì đâu. Đúng rồi đó. Được. Xin mời quý vị chúng ta chào đón hai cặp vợ chồng trong ngày hôm nay với bếp chiến. Đầu tiên là Thiên Phúc và Thảo Vy. Tiếp theo là Thanh Trần và Văn Khánh. Nhưng mà cái chuyện mà em đánh chồng bầm mắt là thiệt á hả? Em cái lúc mà đánh bầm mắt cảm giác em thấy sớm mà là tối bầu trời tối om là hết hy vọng rồi, không vừa nổi nữa. Quýnh xong mà cái bầm mắt nhỏ dài em có né không gì chưa hả? Dạ không, em đang như nè để lộn cái giò xong luôn, ăn trọn luôn. Vui lắm anh. Vui lắm hả? Vui lắm, nhắc lại còn thấy vui giờ. Tôi nào làm bầm con mắt bên trái rồi tím con mắt bên phải luôn không? Không, kỳ sau là em sẹt xuống dưới cái chân máu không à.
Trời ơi, em máu em kỳ lắm, bị đổi tính á, nóng tính quá mà không kiểm soát được bản thân á. Chồng em lãnh hết, giờ thấy tội em thương á. Thương á, dạ. Là làm chặt mới thấy thương nữa. Chừng quá trời đất luôn. Còn đây nữa, thấy hai chồng em cũng lạ đó. Tức là về đã là vợ chồng mà cứ vợ cứ nghĩ chồng là BD không là sao? Dạ đúng rồi, bây giờ vẫn còn tính như vậy anh. Suốt ngày cái xưng là mà bổng cung. Suốt ngày là thay vì người ta là thường hay là em thấy là đàn ông hay là xưng chẩm chẩm này nọ. Không, anh này là xưng. Trời ơi, bổng cung nói như cho ngươi nghe nha. Là vậy không anh? Thường mấy cái người mà thiệt tao sợ tao không dám. Còn mấy người mà giả bộ tao giỡn cho vui thôi mà. Chứ ai mà lại ông tôi ở buổi này đúng không? Dạ, đúng em rồi. À, hôm nay thì hai đội sẽ cùng tham gia hai vòng chơi. Vòng chơi đầu tiên là hiểu ý vợ chồng. Vòng chơi thứ hai là chúng ta sẽ cùng vào bếp để nấu cho vợ món ăn nào đó mà mình chưa bao giờ nấu ha. Chúng ta sẽ đến với vòng chơi đầu tiên, đó là hiểu ý vợ chồng. Ở vòng chơi này chúng tôi sẽ đưa ra những cái tình huống và hỏi những bà vợ xem bà vợ trả lời có đúng với ý của chồng mình hay không. Chúng ta mới đến với tình huống đầu tiên. Vợ hay phàn nàn điều gì ở chồng khi chăm con? A là vệ sinh cho con, B là giặt đồ cho con, C là cho con ăn và D là chơi với con. Em? Em luôn luôn, thường xuyên, rất hay phàn nàn về vấn đề chơi với con. Ủa, chơi với con sao phàn nàn? Dạ đúng rồi, chơi thôi chứ có còn chơi thôi. Tự nhiên mới đầu hai người còn chơi nhau, cái quát hồi quay sang mỗi đứa cái điện thoại. Ai vậy? Đứa cái điện thoại, cái tivi đó. Cái nào khác chơi, cái khác chơi là chơi. Cái sự phàn nàn gì không? Cái sự phàn nàn nó cái sự phàn nàn chứ chị nói là đúng mà cái sự phàn nàn cái này xin anh cho em mọi người. Trời, này xin anh cho em đó mọi người. Nhớ vậy thì em nghĩ là em sẽ đổi đáp án, đó chính là A, vệ sinh cho con. Dạ đúng rồi, cái sự phàn nàn đúng không? Đáp án cuối cùng của em nghĩ chưa, nó ở sự phàn nàn đó. Tức là em phàn nàn cái chuyện là vệ sinh không có sạch hay gì đúng không? Dạ đúng rồi. Đẩy qua đẩy lại à. Đẩy qua đẩy lại để tới đây lui à. Làm đi, không làm nó làm đi. Số A là vệ sinh cho con. Cho con ăn á thì hai chồng em là không có cho. Bà nội cho. Giặt đồ cho con là ông nội. Chơi với con là anh hai nguyên gia đình luôn. Thì em biết là em sợ những cái gọi là thúi dơ với này nọ lắm, là vậy em sẽ thằng nào về vấn đề đó. Cũng lần gì em chưa em ánh thay tải cho con à. Còn đáp án A, vệ sinh cho con. Thôi ơi, khéo hồi hơi hồi chơi không nhắc nha, hồi chơi kỳ ghê luôn á, không nhắc anh gì hết á. Trời đất ơi. Tức là em chỉ sợ là nó hôi thúi này kia đó hả? Dạ. Nhưng mà cức của con mình không, mà lúc mà còn nhỏ thì nó bình thường. Mà lúc mà nó cỡ 4 tháng, 5 tháng tuổi nó bắt đầu có sự nghịch nhạt, đóng cục và rum la. Cục thì cũng rất của con mình có gì đâu mà. Em cũng vậy. Ba này anh bình thường đó, bình thường là mà con của em mà đi đại tiện là toàn là em rửa mà. Còn bà này tại bây giờ nó lớn rồi, nó đi nhiều hơn. Thì em ẩm cho bả xịt rồi, tức là em ẩm rồi em rửa là bả chỉ cần xịt nước thôi. Mà xịt nước rớt chân bả cái bả ngồi. Có làm như trời như kẻ thù vậy, làm cái chứ giờ chưa thấy cứt cái hả? Dạ, tự nhiên la lên hết hồn luôn. Hai cùng đây là trai hay gái? Dạ một bé trai một bé gái. Hai bé luôn. Dạ. Vì vẫn sợ cứt nữa. Cứt của mình vẫn sợ luôn. Ủa gì hả? Sợ lần sau em. Có nghĩa là cách xa bồn cầu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, anh làm đủ mọi cách để cách xa cái bồn cầu. Đây người đàn ông lạ lắm á luôn á. Hai người đàn ông sợ. Còn Vi. Cái này là em bảo đảm em chọn đúng luôn, là đáp án B, giặt đồ cho con. Ủa sao, tại sao em phàn nàn khi chồng mình giặt đồ cho con? Thường á, lúc đầu chồng em á là muốn là giặt đồ cho con là giặt bằng máy. Mà em á thì sợ giặt máy á thì giặt không sạch. Cuối cùng em mới nói với chồng em là thôi giặt tay cho con đi, mình dò kỹ hơn. Mà cuối cùng giống như chắc em nói em phàn nàn nhiều quá hay sao á, cánh coi đồ con giống như kẻ thù vậy, dò còn mạnh hơn máy nữa. Đến nỗi quần áo của em bé, khăn sữa xúc chỉ hết luôn. Nên cái đời điều đó em rất là phàn nàn nhiều. Giận vợ chém quần áo. Dạ có anh, tại vì bình thường em mạnh tay lắm, tức là em làm những mạnh tay đó. Rồi kêu giặt đồ con bình thường mình có tâm thôi, bảo không hiểu. Ví dụ như em dò nhẹ vậy đỡ cực em. Còn em mỗi lần em lụm áo lại ạch thì bắt buộc phải dọn vậy thì nó mới sạch. Mà họ dở ra một cái áo nó dày luôn, tức là một bên thì nằm ở trên, bên nằm thì ở dưới. Dạ thì đó nên bởi ghét em giặt đồ đó. Chứ nếu mà không có vợ em đó chắc cũng giặt nhẹ nhàng. Dạ đúng, đúng rồi. Còn mấy cái khác là vệ sinh cho con hay cho con ăn đồ, chơi với con đồ á, là tại vì em không làm cho nên là không bị phàn nàn. Chứ em làm chắc cũng dính hết luôn.
Rồi bây giờ ta sẽ xem đáp án. Em chơi với con là em chơi quá tốt nè, cho con ăn cũng cho tốt luôn. Không, cho con là bà nội cho, em nói em cho để em xạo. Để xin cho con là cũng em làm luôn. Không, hai mẹ con mình chứ bà không có làm. Chỉ có giặt đồ cho con thôi, tại vì em giặt đồ cho con là đỉnh cao luôn, giặt sạch thân máy luôn. Em chắc chắn cũng sẽ chạy bê rồi giặt đồ cho con. Chúc mừng. Khi chia sẻ thì có thể nói là bên đây ngược lại bên đây ha. Dạ. Giặt đồ cho con, chăm sóc cho con, thậm chí là rửa đít rồi cho con luôn. Ừ, giỏi, đàn ông vậy cũng khá đó ha. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo. Phải ra đảo hoang trong 5 ngày, được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, chỉ được đem thêm một món thôi. Chồng sẽ chọn món gì? A là con chống nắng, B là phải chơi game, C là thằng bạn thân, D là vợ. Rồi xin nhanh cho em đi. Xin nhanh gì? Không có xin nhanh hết. Xin nhanh. Đúng rồi. Chị biết anh đó thích gì rồi. Con chống nắng. Chị cũng nghĩ là như vậy. Chắc chị sẽ chọn A là kem chống nắng. Trời ơi, kem nắng đi ra đảo sẽ đen bà nội. Chọn lại đi má ơi. Chọn thằng bạn thân kìa. Không, mà chắc thằng bạn thân chắc không cần đâu anh. Chắc là em nghĩ là kem chống nắng. Kem chống nắng. Em vẫn nghi ngờ điều đó đúng không? Ừ, nghi ngờ. Ngay cả giờ đẻ hai ba đứa vẫn nghi ngờ luôn. Trời ơi, dễ quá trời luôn. Kem chống nắng thì không cần, đen cũng được. Máy chơi game thì ngoài đó có điện rồi chơi. Ở nhà mỗi ngày với bãi em quá mệt mỏi rồi. Suốt ngày cằn nhằn cử nhữ lải nhải. Thôi chỉ có thằng bạn thân là nó không dám lải nhải em thôi. Cho nên em sẽ chọn đáp án C. À, để anh nói hay không? Anh nói bạn thân là đúng rồi. Xách em theo mệt thì chết. Kem chống nắng nó còn nhẹ đó, thằng bạn thân nó mới nặng. Em nghĩ chồng em chỉ thiếu em thôi. Vì em là một loại nhu yếu phẩm. Mà nếu mỗi ngày không có chồng em sẽ chết. Vậy đó hả? Em nghĩ vậy. Em chọn đáp án D là vợ. Không có thì không ai quýnh đâu. Không ai quýnh thú hoang giùm ảnh. Không ai quýnh trộm giùm ảnh. À, xin mời đáp án. Em không có bạn thân nhiều. Bạn thân em dành đi kiếm tiền hết rồi. Không đi với em đâu, thề em giữ nó không đi đâu. Đúng mình đúng vậy em thôi à. Vợ. Bốn lựa chọn này cũng chọn đáp án D là vợ. Chỉ có vợ chơi với em thôi. Bạn không thiếu thời em nữa. Thiếu một ngày thôi là hiểu rồi. Em thấy chọn. Con. Vợ. Con vợ. Con vợ hả? Không, mà thật sự anh, nếu mà cái này có là sự thật anh rủ em cũng không đi đâu. Đi mình đi, má ai đánh đâu đi. Rồi rồi, bên đây có thể hiểu ý chồng nhiều hơn bên em đó. Để khẳng định vị trí làm chồng, chồng sẽ chọn quyền tự quyết nào? A là được tự ý mua món đồ mình thích, B là được tự do đi ra ngoài với bạn mà không bị vợ gọi về, C là được tự thiết kế trang trí nhà cửa, D là được sử dụng nhà vệ sinh tùy ý. Theo em thì chồng em sẽ chọn quyền tự quyết nào? Em còn hoang mang ghê, giống như ở trong nhà chồng không có cái quyền gì luôn á. Không có cái đáp án, không có quyền gì hết. Bây giờ cho tự quyết mà, thí dụ thôi mà. Mình tưởng tượng ra cũng... Ừ, chứ biết rằng là chồng em không tự quyết. Dạ. Không có quyền quyết định gì luôn. Không có gì luôn. Quyết là bằng con mắt bên trái, chứ con mắt bên phải luôn á. Thôi em nó không có đáp án đâu. Sao kỳ khó quá. À, được tới muốn đồ mình thích, trời ơi không, never. Được đi ra ngoài với bạn mà không bị vợ gọi về là hai thằng hai con mắt luôn. C, được tự thiết kế trang trí nhà cửa, cái này em làm mà không cho đụng gì trong nhà hết. Được sử dụng nhà vệ sinh tùy ý, em nghĩ chắc vậy. Dạ. Cái nhà tới cái nhà vệ sinh mà còn không được, cứ hỏi làm chồng làm gì đó mà. Em nghĩ em sẽ chọn đáp án D. Dạ, được sử dụng nhà vệ sinh tùy ý, thật là cao cả. Cái thương dễ sợ luôn. Tới cái nhà vệ sinh mà cũng có quyền được chọn nữa. Biết là thấy cưng à. Cái tự ý mua đồ mình thích đúng không? Không được, cái lần em muốn mua đồ gì á. Dạ, ơi cho buổi này nha. Không. Đó. Ra ngoài mới có nửa tiếng, tiếng rồi. Alo, đang đâu vậy? Về chưa? Về, nhanh. Nó còn đi về liền. Được tự ý thiết kế trang trí nhà cửa, thôi thì giờ em luôn rồi. Được sử dụng nhà vệ sinh tùy ý, cũng là giờ em luôn. Đúng rồi, em đang hai chồng, hai vợ chồng cùng lúc luôn. Em ơi, anh, em. Giờ vô trước. Thì sau đây em phải chọn cái mà em thích nhất á. Là đáp án A, được tự ý mua đồ mình thích. Chồng lấp luôn. Có cái điều chồng muốn mà, đúng không? Cái điều chồng muốn, hiểu không? Em không bao giờ vậy cho mà chồng... lúc nào cũng nói với em anh không muốn mua điều gì hết, anh cũng không có cần cái gì để mua, đầy đủ quá rồi. Có thiệt giờ em tặng cái gì, không biết em tặng cái gì. Tự nhiên giờ được tự ý mua món đồ mình thích là mua cái gì, giờ mới lộ ra đó, giờ muốn mua mà không dám nói.
chỉ sợ bầm có mất binh. Giờ muốn bầm không? Muốn mua gì nói đi. Mua gì nói đi. Dám không? Thì cưng quá trời đất luôn. Rồi Vi, theo em thì chồng em sẽ chọn quyền tự quyết nào? À, tự ý mua đồ mình thích là chồng em là hay. Cái đó là em không có cấm đoán rồi. Thì chồng em được quyền tự ý mua đồ mình thích rồi. Tự do ra ngoài là chơi với bạn nè. Chồng em đi chơi tới mấy giờ cũng được. Em không bao giờ em gọi về. Gọi luôn. Dạ, không hề không gọi. Bắt cửa lại không cho vô nhà thôi. Vậy đi luôn. Dạ. Em bị rồi anh, em bị dạ, rồi luôn rồi, đi. Bị rồi luôn hả? Dạ bị rồi. Đi luôn cũng không hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Sáng sau về khóc anh. Tự nhốt em ngoài chi rồi khóc. À, chắc em sẽ chọn đáp án C, được thiết kế và trang trí nhà cửa. Ồ, được luôn hả? Không được không luôn hả? Được gì đâu. Ở nhà cũng không được, tự thiết kế trang trí luôn hả? Em thấy em đâu có được gì trong đó được trời. Có chứ. Có chứ. Đó, em chọn xem là thiết kế trang trí nhà cửa đó. Là chọn cái đó đó hả? Ờ. Tôi thiết kế gì? Không phải là cái này là sai anh. Ví dụ như được tự thiết kế nhà cửa nghĩa là sao? Giống như là mình hưởng nhà bả không dọn dẹp, cái em dọn dẹp á anh, cái xong kêu em thiết kế nhà cửa. Ví dụ như tủ quần áo để em đóng như cái em xếp lại, cái đó là thiết kế nhà cửa rồi đó. Nói chung đại khái những đó xài xong dịch dưới sàn cái em cất vô là thiết kế nhà cửa rồi đó. Dạ. Trời ơi sao nghe hỏi cái câu dễ dễ không? Đi ra ngoài chỉ có hai mục đích thôi. Một là em đi nhậu với bạn em, hai là đi đá banh. Đi đá banh thường là bị gọi về mới bực, còn đi nhậu gọi về không bực. Bởi bạn em nói em sợ vợ hoài luôn này, vấn đề đi ăn đi đá banh là bởi vậy. Đáp án B, được tự do đi ra ngoài với bạn mà không bị vợ gọi về. Ước mơ ngàn đời. Đẹp lắm. Em có gọi em bao giờ không? Có, không có gọi. Ủa, anh đi đá banh hả? Anh xin em chưa? Anh xin em chưa? Dạ vậy chứ không có gọi. Anh xin em chưa là khỏi đi luôn. Cứ đừng nói mà đang đi được gọi về cũng đỡ lắm. Thì nói vậy câu à, lúc đó xin cũng muộn rồi. Dạ, xin muộn rồi anh ơi. Xin nói là phải xin trước đó. Ví dụ như em muốn đi đá banh, ví dụ như chồng người ta đó. À. Em ơi anh đi đá banh với bạn nha. Còn bình thường em là em thứ bảy anh đi đá banh với bạn nha em. Nói vậy đó mới cho. Chứ mà cái kiểu mà ngân lên vậy ở nhà nó cưng. Chắc trời đất ơi. Tội nghiệp em nó chọn em đi đá banh chứ không phải gì đâu mà cấm. Tôi thấy hiền quá mà. Trời hiền môn Phật chứ hiền. Tội nghiệp em. Như vậy là chúng ta đã có một cái thời gian cũng khá thú vị. À, giữa hai cặp vợ chồng còn rất trẻ thưa quý vị. À, cảm ơn hai vợ chồng rất nhiều. À, chúng ta sẽ đến với phần chơi thứ hai, đó là bếp chiến. Em có hay vào bếp không? Dạ có. Có. Thường xuyên không? Dạ. Em bị bắt á anh. Bị bắt vào chứ không phải là. Bị bắt. Muốn vào đúng không? Dạ tội em lắm. Hôm nay em tự nguyện làm đi, tự nguyện làm một bữa thôi coi sao. Còn em có hay vào bếp không? Dạ có. Đam mê. Dạ, đam mê luôn hả? Hay nha, bữa nay sẽ một ngày coi như là đam mê bếp gì vô. À, chúng tôi sẽ mời đến đây một chuyên gia về đầu bếp, đó là Cẩm Thiên Long. Cẩm Thiên Long sẽ cùng xem và trò chuyện với các bạn để sau khi các bạn nấu nướng xong, Cẩm Thiên Long sẽ truyền cho các bạn rất nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể giữ lửa yêu thương trong cái căn bếp trong gia đình của mình. Mỗi bạn sẽ có 30 phút để làm món của mình. Hôm nay thì hai vợ chồng muốn làm món gì? Dạ, vợ chồng em làm cánh gà chiên nước mắm. À, tại sao hôm nay mình lại chọn món này? Tại vì có một đợt lần á, chồng em đi nhậu ở ngoài về. Cái thấy người ta làm ở ngoài món này rất là ngon, cái về làm cho em ăn. Nhưng mà không biết sao chồng em chiên cánh gà, thường cánh gà ta chiên cánh gà sao mà nó teo. Mà em ngỡ, anh ơi hôm nay anh làm cánh cút chiên nước mắm cho em ăn. Hôm nay nhớ nha, đừng có teo dữ nha. Đây có giám sát anh. Còn em muốn làm món gì? Dạ hôm nay sẽ làm tôm răng me. Tôm răng me hả? Tôm răng mắt. Tôm răng me. Tại sao không chọn món này? Dạ thường thì em hay nấu cua răng me cho dễ mà. Nên hôm nay em muốn thể hiện sự khác lạ, hôm nay em là ăn tôm răng me. Biết chấm phá giống như cái sự bầm trong mắt. Chúng ta có 30 phút để làm cái công việc này ha. 30 phút bắt đầu. Dạt ra. Lấy cái chảo. Chưa để nóng rồi mới ăn chứ. Bình thường chiên bếp ga mà đâu có giờ làm bếp điện đâu. Giờ nó bị khớp luôn. Vì có khi nào mà chồng em làm là làm ăn cho cả gia đình mà em ngồi vậy không? Dạ không anh. À, chứ thường hai vợ chồng cùng làm. Thường là hai vợ chồng cùng làm. Là mà chồng em chỉ biết làm được một món rất ngon là chiên trứng nè. Vậy thôi đó dạ. Hả?
Vậy là chủ yếu là em nấu không chứ đâu phải chồng em nấu. Em đứng cái bên em cầm ra. Em chiên trứng đỉnh cao luôn. Chiên trứng rất ngon. Rất ngon. Không ai chiên lại em đâu. Cái này dầu mà giống như là siro vậy đó. Lót cái giấy vô cái thớt thì để cắt nó khỏi bị chạy, nó cắt vào tay. Có những cái gì mà tụi em cần về kỹ thuật á, nấu cho nó đúng chuyên môn á, em hỏi Cẩm Thiên Long cũng được. Lót ở dưới, nước miếng nước thì cho nó khỏi chạy. Thì cổ nó kỹ đó mà trong đầu mình ôi. Cũng nghĩ là lót dưới nhưng mà để trên. Thật ghê luôn á. Lót cái cục hành. Để vô soi hả? Ừ. Tay vô cũng vô soi. Chương trình ơi, kêu vợ em đi ra ngoài chỗ khác ngồi đi. Chương trình ơi, em nấu em hỏi dầu sôi chưa, kêu em chọt tay vô thử coi nó dầu sôi chưa. Như thế này thì mình chỉ cần nước vừa ấm là được rồi. Này nó ấm quá rồi anh ơi. Ấm quá rồi. Rất là phải lấy một cái. Thôi em mà biết quá trời anh làm cho mất vệ sinh chứ em không nhớ mà. Thôi để nó cho xu lắm, mỗi lần nó nằm trên lầu nó không biết gì đâu. Đúng rồi đó. Được. Dầu ăn. Dầu ăn đó. Dầu ăn mà kiểu dạng siro. Biết bắt bếp không? Vậy có khi nào mà chồng em mà có những cái cuộc tranh cãi quyết liệt với em không? Có, giống như chị nói là đàn ông có những ngày tới tháng á chị. Y chang như phụ nữ luôn. Thì đây cũng tới tháng, mà tới tháng thì kiểu dùng lên á. Kiểu như là đây. Xong em sợ đâu giống quýnh em lùi. Nên em lùi bướng với xong em quýnh. Nhà gặp anh mà quýnh đi không đi nữa, tán lật tại chỗ luôn. Không dám thách đâu. Tài để tự giác quýnh chứ đừng thách. Mà đây dùng nó làm sợ lắm kìa. Quýnh đi hả nè, quýnh đi hả? Quýnh đi. Đó, thích quýnh không, quýnh đi. Là phải tới tháng. Bao lâu là phải tới tháng đó vậy đó. Xong tối em thông cảm thì mấy ngày này chắc anh cũng tới tháng. Tự nhận thức được. Hôm bữa đó vậy em sẽ hiền và nhẹ nhàng đối với em. Còn cái chuyện chăm con á thì hai vợ chồng có tranh cãi nhau về cách chăm con không? Dạ cũng không. Tại chồng em cũng không có ý kiến gì. Không dám ý kiến chứ mà là như trong tin tưởng của chồng em nghĩ chắc con là hít không khí rồi tự lớn à, do cách ăn ở của kiếp trước nên kiếp này con có ngoan hay không. Hay là nó muốn tranh cãi nó không dám? Dạ không, cũng không có ý kiến, cũng không biết gì để tranh cãi. Ủa trước khi lấy vợ cứ sinh con có mua sách về đọc hay là có tìm hiểu cách nào chăm sóc con không? Dạ không, lúc mà vợ có bầu á, con với vợ bỡ ngỡ luôn á, lúc mà sinh ra mặt á có con rồi vẫn không tin đó là con mình. lúc mà đẻ á vô giờ con vẫn không tin đó là con mình. Con rồi, có con rồi. Sao diễn lâu quá giờ. Đúng chứ mà bỡ ngỡ cảm giác lần nào làm ba bỡ ngỡ luôn. Không biết là nó phải con mình dạ. Luôn hả? Không biết phải con mình không? Biết phải con đơ mình. Luôn. Sao mà còn kêu sao xấu? Chỉ biết vợ xong chưa thôi đó, vợ dai chưa thôi. Con không biết luôn, dạ. Rồi đứa thứ hai. Dạ, đứa thứ hai thì có một sự chuyên nghiệp hơn. Dạ. Thứ hai con có một sự chuyên nghiệp hơn. Rồi mình có khi nào mình nghĩ ủa tại sao lại phải để vợ đẻ ra đứa con không? Dạ, vợ ghiền con. Vợ ghiền con hả? Chứ em không có ghiền hả? Dạ có, em cũng ghiền nên là hai chồng phối hợp với nhau. Phối hợp nhau cho đỡ ghiền. Dạ đúng rồi. Ai, để coi bên này thế nào nha. Cánh gà. Cánh gà có đùi gà nữa ha. Không có được chỉ, không có được chỉ. Vì để ra đi cho làm đi. Còn nó như thế nào thôi ha. Em sợ hành cánh cúc nữa. Đấy. Cánh cúc thì cũng ngon vậy trời ơi. Bình thường bà ăn cúc chiên bơ sao bà? Trong cuộc sống vợ chồng thì đôi khi em cần góp ý với chồng em sẽ góp ý thẳng hay là em phải tìm cách nào đó? Chồng em á thì
hay cũng dễ tự ái lắm anh, nên thường em phải tìm một cách nào đó mình nói mé mé qua một chút xíu để dạ để góp ý chồng. Chứ nói thẳng quá sợ ảnh đàn ông mà hay dễ tự ái. Phải tự ái đúng không? Dạ. Còn chửi thì có chửi thẳng không hay là chửi mé mé? Dạ chửi là phải chửi thẳng. Dạ vợ mình sợ có gì đâu lo em ha. Trời ơi em sợ bà cố nữa. Có giờ em ghim vợ em điều gì mà em không thể nói nên lời không? Ghim à? À. Ghim gì không thể nói nên lời. À ví dụ như em bình thường em đi hát đi, bà đi theo em chỗ phòng phục trang á, cái anh chị bạn bè nghệ sĩ đâu nhiều lắm, cái bà thường là bà đi bà make up cho em, cái xong cái vô kéo ghế sẵn, trời thương lắm, kéo ghế sẵn chị ngồi đi em make up cho tí chị lên hát, trời từ trong xung quanh quá trời người luôn. Từ khi em lấy bà này là bạn bè em đã nghi ngờ, trời ơi thằng này tự nhiên nay lấy vợ, trời đất ơi tội nghiệp con gái nhà người ta. Rồi xong vô make up mỗi vợ phút hả, trời make up vô phút hả, ôi giời má là hết hồn. Rồi xong cái rồi xong cái kia ngồi ghế em ngồi đi, tí chị make up cho em rồi hồi nãy em lên hát vậy đó, vậy mà rồi đi đâu cũng kêu em là chị này chị kia hết đó, làm cho cái sự nghi ngờ nó càng tăng lên nữa. Dạ đúng rồi. Rồi xong đi lúc mà đi tuần chân mật đi Malai chơi, cái bà kêu với mấy ông bạn, không cũng bởi bạn nữa, sau này mấy bạn thôi, tức là mình đi chung mình quen, lúc đầu người ta đâu biết mình ai đâu, người ta đang nghi ngờ em mà tưởng là hai chị em đi chơi chung. Bây giờ mới kêu chị gái em đó anh thấy dễ thương không, chị gái em đó chứ đều muốn hả đội cái quần về luôn chứ hả, mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Em không nói thì người ta cũng nghĩ như vậy rồi, cái còn thấy cái rồi em đi đá banh với bạn em thì kệ em đi bd đặt đi đá banh bd đặt đi đá banh vậy đó, đá banh chạy ta bd cũng đi đá banh mà nói trước quần chúng luôn hả, nói trước quần chúng nhân dân luôn anh, trời đất ơi. Ủa như cái đó là niềm vui của em hả Vi hả? Niềm vui của bà với mẹ em. Mẹ em cũng vậy luôn. Cũng như vậy luôn. Ở nhà bị ba em chửi hoài vụ đó. Nói mà không bê đê, em nói riết muốn nó bê đê thì. Trời ơi. Nghĩ lại tội nghiệp. Nhưng mà trong sinh hoạt vợ chồng có bao giờ em phát hiện ra cái điều đó là đúng không? Trong sinh hoạt thì vẫn là người đàn ông bình thường thôi, không phải là bê đê. Chứ lúc nào mấy người đàn ông bất thường. Tại vì em hay trang điểm á anh, em đi ra đường em hay trang điểm lắm, ngay cả em đi đá banh em cũng phải đẹp sức kem thì em đi đá banh được cho nó đẹp hơn những thằng khác. Hàng gì nãy chị chọn cái kem chống nắng à, đúng rồi thiệt luôn á, em vui giờ thấy cái trường hợp chọn kem chống nắng. Ừ đá banh mà đi đá banh mà còn mấy cấp nữa mà ủa cái nào em mấy cấp không chồng em á? Có có lâu kêu vậy em mất kích thành gái chơi kiểu như nổi hứng xong kêu em mất kích anh thành con gái đi, xong qua bên phòng em lấy cái đầm nó xuống cho mẹ chồng coi thử. À rồi mặt vô rồi đó hả? À xong mẹ chồng khoái lắm. Khoái nhìn là chồng em giống gái thôi đó, vui đó là vợ chồng đùa nhau thế cũng vui mà. Không mà trước khi em gặp anh này em tưởng đâu chồng em là bê đê lắm rồi á, tưởng đâu là éo lả lắm rồi. Nhưng giờ gặp này thấy chồng em không là gì đúng không? Trời gì vậy bà? Ý nó nói em bê đê ăn chồng nó. Em tưởng là chỉ có mình em bị cảnh như vậy thôi. Em có một lần lấy đầm của mẹ chồng em ra mặt rồi đi cắt rớt nguyên một nhà luôn. Em vẫn còn giữ cái khúc này. Tại vì á, tại vì em biết sao? Tại vì trước khi đám cưới á là mẹ em mặc tắt. Mẹ em mua một cái đầm rất là đẹp thì em thấy, tại vì em đi thích mấy cái hộp lắm. Em mặc em đi thử nguyên một nhà luôn. Mặc đầm của mẹ chồng em lên rồi đi cắt rớt nguyên một nhà. Vui quá. Là thiếu tiểu đường để thử cái nó nêm sao. Thấy rắc tiểu đường. Rắc tiểu đường luôn. Bây giờ em dùm ra một món mới đó. Đúng rồi, cái này món lạ lắm mà. Lạ lắm, phải cua đang nghe thì kêu kiểu là gì kia. Cái tôm rang đường hả? Dạ. Tôm ngào đường. Tôm ngào đường. Nó nấu hồi thành chè tôm nữa. Trời ơi, văn quá vậy. Văn là tại vì em không ăn mấy nước cho nó khô gà đó. Trời ơi, sao nó loãng. Ê, ít đường. À ít đường. Em nghĩ phải bỏ thêm đường. Vậy hả? Hôm nay là tự lực cánh sinh để xem cái món nó như thế nào. Dạ, thử đúng rồi, thử đi. Bình thường nhà còn có ba chồng với phụ. À, dạ, con ơi. Phụ một xíu. Có trò gì dữ vậy? Có thể còn 2 phút thì vào có thể vô phụ chồng được. Phụ chồng đi bà ơi, bà ngồi không quá bà ơi. Anh tháo cái nắp đổ hết vô luôn đi, còn mấy phút đâu luôn cho rồi. Ừ.
rồi em nghe. Dạ, Dân sau khi cho chồng em sử dụng hết hũ đường của chương trình cung cấp. Đây là mình món lạ nhất. Được chỉ rồi. Chỉ. Mình còn một phút cuối cùng nha. Một phút cuối cùng kìa, nhảy vô. Giờ bàn đi. Mới nhậu người ta làm gì? Dạ, đây này, anh muốn bỏ đây vô theo không? Rồi, em muốn làm gì là em mô Phật. Muốn đi tu với bà thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta có thể cùng nhau mình ăn của món đối phương rồi sao? Rồi đối phương ăn là món của mình. Rồi mời các bạn. Các bạn kinh nghiệm niệm là ướp để cho nó thấm vào trong. Có thể mình hứa một vài cái hứa cho cái gia vị nó thấm vào trong gà chút xíu nữa. Và có thể ướp lâu chút xíu. Còn này ở ngoài thì đậm đà nè. Nhưng khi mà vào cái trong cái thịt, nó thịt bên trong á thì nó không có đậm đà. Nhất là những cái đùi mà những cái miếng thịt to đó, mình thịt cách nào để cho cái gia vị nó thấm vào trong đó, tôm cho nó thấm chưa anh? Long thấy thế nào Long? Em thấy là chắc là lần này đã phải để hai đội nhận xét cho nhau trước hả? Để mình xem cái cảm nhận của hai đội chơi như thế nào về món của hai bên. Em thử cái vị tôm đi, em thấy sao? Đúng là tôm ngào đường. Ngào đường không, nhưng mà để nó hợp với khẩu vị. Biết đâu em lại thích điều đó đúng không? Dạ, để từ giờ em ăn thử. Tháo dở để con để đứng lên chứ. Anh không thấy lần này khác như những lần trước anh làm. Mỗi lần trước em muốn khen luôn á, giờ em nhìn em sợ. Mừng. Cái con cua sẽ có mùi cua đúng không? Nó sẽ dai rất là thơm đúng không? Con tôm. Ý là không, em còn nói với cua á thì nó sẽ dai một mùi thơm rất là ngon. Còn nói với tôm. Anh là con tôm. Nên là cái, nói chung là cái vị chua nó không vào con tôm. Nó yên tâm, tôm ăn cũng ngon. Mày đừng ăn cái khốt rồi nữa. Cái món gà bên đây em ăn thấy sao? Dạ, y như quán nhậu luôn, ngon. Đúng không? Giống quán nhậu đúng không? Anh học quán nhậu ra mà. Chứ không phải là quán gà rán. Rồi còn em thấy cái món tôm bên đây sao? Dạ em thấy cái thịt tôm thì ngon. Dạ nói chung là ở trong thì ngon. Ở ngoài thì đó không biết nó ngon, nhưng mà hợp với khẩu vị của em là nó ngon, tại vì nó còn ngọt ngọt. Em thì bản thân thì không có đánh giá về vị lắm. Chỉ là thấy là cái phần sơ chế thôi. Giống như bên này lúc mà mình làm gà thì ban đầu là bạn rất là sợ cái vấn đề là nó có chín hay không. Dạ. Đó, cái đó điều đó là cái điều mà Long nghĩ bất cứ một người nào mà nấu nướng cũng đều trăn trở. Cho nên là cái cách để cho mình dễ làm nhất và mình an tâm nhất đó chính là mình sẽ phải hấp lên trước. Là mình cứ ướp gia vị trước đi, cái bỏ vô xịn hấp, hấp trong nước vừa nấu mình để vô hấp cả chừng 5 phút thôi. Dạ. Vừa chín mà bên trong vẫn chưa chín hoàn toàn. Rồi sau đó mình đem ra chiên dầu, nó nóng thì nóng. Thì lúc đó là ở ngoài nó vừa săn mà bên trong nó còn giữ cái nước. Còn cái này mà giống như là mình chiên á, rất dễ có cái trường hợp là nó bị giống chim cút luôn. Hơi đó là trường hợp. Cứ mình cứ sợ chắc phải chút nữa nó mới chín, chút nữa nó mới chín. Cả lát nó teo quéo luôn. Ở ngoài thì ăn nó giòn tan hết mà bên trong thì mất hết sạch nước rồi. Cái thịt lúc đó là mình ăn giống như là rơm luôn vậy. Ăn cảm giác là nó chỉ còn cái sơ không à. Nước sốt thì bạn làm cực kỳ ngon rồi. Mình rất là thích cái vị này. Rõ ràng đây là cái món mà vừa có thể là ăn nhậu được. Cái vị nó đậm đậm, mặn mặn. Rồi vừa có thể là món mà mình ăn kèm chung với lại cơm, rất là phù hợp. Còn về tôm thì chỉ có cái là mình rút những cái kinh nghiệm để sau này thôi. Ví dụ như cái trường hợp là tại sao mà cái chân nó còn xanh thì đó là đôi khi cái lửa nó không có đủ, rồi xong rồi cái nó đảo liên tục, nó làm có những cái chín và không chín thì mình nên chiên sơ qua. Đối với là cái này thì đó là lý do tại sao mình cũng có chuẩn bị sẵn một ít bột, bỏ miếng bột áo nhẹ miếng thôi, xong cái dầu nóng thiệt nóng mình trao sơ qua cái là nguyên cái con tôm của mình á, nó bóng bẩy mà nó đỏ vàng hết luôn. Một lát nữa sốt mình sẽ nấu trên đó, mình nếm cho nó vừa ăn, thiệt là vừa ăn. Rồi sau đó bỏ tôm vô xóc nhẹ cái là ra. Mình không nên bỏ hành tây sớm quá, tại hành tây mình ăn là mình phải ăn nó còn hơi giòn giòn, cái vị nó hơi hăng hăng chút xíu.
chúng ta cũng đã cùng được thử hết tất cả của hai bên rồi, thì mình cũng thấy rõ ràng một điều là nó có một cái sự nhỉnh hơn chút xíu là của bên đội nhà làm món cánh gà. Thì thật ra thì qua cái việc nấu nướng cũng vậy, nó cũng giống như là tương tự là cái việc hai vợ chồng lấy nhau xong rồi mình bắt đầu trả cái chuyện yêu đương, nó chắc chắn là sẽ có những cái lần mà mình sai, giống như là mình nấu cái này nó chưa đạt, thì trong yêu đương cũng vậy, thì mình sẽ cũng có vợ chồng nó cũng sẽ có những cái chuyện mà mình làm chưa đúng, nhưng mà quan trọng mình thấy được rồi xong rồi bắt đầu mình chỉnh sửa nó và mình sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Thì Long nghĩ là qua những cái việc này thì chúng ta cũng sẽ đúc kết được nhiều cái mà mình ứng dụng vào trong cái đời sống vợ chồng của mình. Thì Long xin phép là dành cái điểm số cao hơn là cho đội bên này. Ngày hôm nay thì anh thấy rằng là một cái sự trưởng thành trong nấu nướng á của em, giống như nãy giờ vợ em chia sẻ thì cái nấu nướng em thì nó hơi vụng về, nhưng hôm nay một mình em nỗ lực em đưa cái tôi của mình vào cái món ăn, mặc dù nó chưa hoàn thiện nhưng nghĩ rằng nó cũng rất là tốt rồi, ăn cũng được ha, vấn đề nó chưa đúng khẩu vị nhiều người thôi. Hôm nay thì em có muốn nói gì với chồng em hay không? Bữa nay thông thường là chồng em là làm cua rang me, bữa nay là chồng em muốn làm thử món này lần đầu tiên sẽ có nhiều cái bụng về, nãy giờ chửi vậy thôi mà cũng cảm thấy rất là tự hào trước rồi bà nhân thiên hạ mà có thể tự tin làm được cái món này. Dạ thì muốn nói với chồng là về em cố gắng nấu nhiều hơn cho vợ ăn, cho con ăn nữa nha. Dạ em muốn tâm sự gì với vợ em không? Để đêm nào hai chồng em cũng ngủ tâm sự với nhau rồi mới đi ngủ, cứ kể nhau hết rồi hay là một ngày đó trải qua như thế nào thì sẽ tối về sẽ nói chuyện với nhau rồi giải quyết nhau hết, tâm sự nhau thì giải quyết mỗi ngày luôn. Dạ. Em cảm giác là có cái điều gì mà chưa có hoàn thiện với vợ mình đấy. Dạ em chưa hoàn thiện với vợ em là em đang còn kiểu là hơi nhát nhát lười lười, nên là đa phần là em sẽ đang cố gắng khắc phục. Còn vợ em có gì muốn thay đổi, góp ý thay đổi không? Gì vợ hả? Mỗi lần chồng đi đâu về á mà mệt đó, dạ cho chồng nằm tí rồi vui rồi. Thì em cho anh nằm dưới đất, đứng lên giường. Dạ dạ ok dạ. Ok dạ. Ok bà. Còn cặp vợ chồng bên đây, em muốn chồng em làm điều gì cho em trong một thời gian tương lai sắp tới nữa không? Muốn chồng thay đổi điều gì không? Thật ra thì hiện tại thì em cũng không muốn chồng thay đổi được gì hết. Tại vì nấu ăn cũng có thể nấu được, chăm con cũng rất tốt và hiểu vợ, thì em thấy chồng em như vậy rồi rất là tốt, không cần phải thay đổi thêm một điều gì nữa. Em muốn tâm sự gì với vợ em không? Dạ em chỉ muốn nói với vợ em là mai mốt vợ em gọi là đừng có kiểu vợ em biết là từ nhỏ vậy hay là từ hồi đi học ở nước ngoài, ý là vợ em đi học bên Hàn Quốc về anh, cái nói chuyện cái tông nó hơi giống Hàn Quốc xíu, bắt tông cao vậy lắm. Ví dụ như nói gì nó thấp, ví dụ như cái chuyện bình thường, ví dụ như em để quên đồ hay là em làm hư gì á thì nói anh ơi đồ gì anh nói kiểu giống Hàn Quốc nói hay kéo lên á, thì nhiều khi cái bản thân em cũng cảm thấy em bực mình. Dạ thì chỉ cần mong vậy thôi. Dạ em thấy nói như là ở đây vậy là quá tuyệt vời rồi. Đúng rồi, anh thử cất máy quay vô đi anh. Hết liền, cất máy quay vô cát liền. Hôm nay nếu như để nói một lời yêu thương với vợ mình em sẽ nói gì? Nói chung là em chỉ muốn nói với em là trên con đường tiếp theo bất cứ cái gì vợ em cần là em đều đáp ứng đầy đủ hết. Dạ thì em chỉ muốn nói cái câu này em nói vợ em hoài luôn là em đi làm hay em làm gì em có thể khổ nhưng mà vợ con em là phải sướng, là từ xưa từ trước khi cưới tới giờ luôn là em hay nói vậy. Dạ vậy thôi. Còn em nếu muốn nói lời yêu thương với vợ mình em sẽ nói gì? Dạ em sẽ hứa chăm sóc vợ em suốt đời, bên cạnh em suốt đời. Chăm sóc mà mỗi ngày nấu mấy con tôm mà xanh lè là thôi, cái mắt cái con mắt là không xác định được đâu nha. Thì em cũng chỉ muốn nói chồng em là trưởng thành lên một xíu, kiểu như là nhìn vô giống hai má con, cái má dạy con những điều trong cuộc sống giống vậy. Mà chồng em thường hay còn con nít lắm, suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ muốn chồng là trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, và trước khi mình nói ra một điều gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ. Cái đầu nghĩ gì cái miệng nó là y hệt vậy, đừng có lệch pha nữa để cho người ta phải. Rồi đó là những cái câu chuyện của hai cặp vợ chồng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúc hai cặp vợ chồng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bên nhau và luôn luôn có những cái tiếng cười như thế, luôn luôn nêm vào những cái gia vị trong yêu thương như thế. Cảm ơn Cẩm Thiên Long rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.